em ngồi kế bên của chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu ảnh? Tụi anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới đi chơi đầu tiên ngủ khách sạn thấy căng quá. Bạn này đi qua khều nói em lạnh. Ôi y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Cứ ở lạnh thì vô đây nằm chung. Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên. Chào cưng. Dạ chào chương trình Vợ Chồng Son, chào hai MC. Em tên là Trần Nguyễn Minh Hoàng, năm nay em 35 tuổi. Em đang là giám đốc kinh doanh của công ty PM Picture. Chào Hoàng nha. Dạ. Dạ em xin chào chương trình Vợ Chồng Son, chào khán giả, chào hai MC. Em tên là Cao Thị Huỳnh Nga, 31 tuổi. Hiện tại em đang đại diện cho một công ty Nhật về xuất khẩu hàng nội thất. Và có kinh doanh riêng về trang sức đá quý thiên nhiên. Vậy thì bây giờ kể cho anh nghe đi, làm sao để mà hai bạn coi như là gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng gì về nhau? Em trước đó là tốt nghiệp trường đại học về ngôn ngữ tiếng Nhật. Thì em sau khi tốt nghiệp xong thì em cứ làm việc cho người Nhật, rồi em quen người Nhật luôn. Xong rồi mình không nghĩ là mình quen người Việt Nam. Xong một cái thời gian bị stress về công việc, tự nhiên người Nhật người ta rất là kỷ luật. Em mới nghỉ công ty và đi học pha chế để mình giống như mình giả stress vậy đó. Vô cái lớp pha chế đó thì tự nhiên thấy anh này, thì tự nhiên ảnh cười một cái nụ cười giống như là hoa hướng dương mà nó nở lên. Quả nắng đó, trời ơi. Tươi lên giống như là cái áo của chị Hồng Vân đang mặc vậy đó. Trời ơi, đây là chiếc áo mà mang nụ cười của em đó. Nhưng mà em không có thích liền, có nghĩa là em quay ngược là em ghét. Đúng rồi. Tụi em ganh tị. Tại sao lại có một người nụ cười nó tỏa nắng hơn mình, đúng không? Thì em ngồi kế bên của chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu ảnh? Tụi anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Anh hiểu. Giờ để bạn nói đi coi có bị vô duyên không nha. Dạ, lần đầu tiên gặp trong cái lớp pha chế, lúc đó là trong em nó có cái suy nghĩ là phải làm kiểu gì đó để là của mình thôi chứ không phải của bạn này, là có ý định chiếm đoạt luôn. Dạ, nhìn tôi gái nhìn đầu tiên là muốn là đã muốn chiếm đoạt rồi. Là em nhìn cổ là cổ lăng của cà rốt và em là muốn lăng thỏ đúng không? Dạ. Cứ từ từ cứ thích rồi kiếm cách nói chuyện nó vô duyên có duyên các kiểu đủ thứ. Có nghĩa là em muốn như là tạo một câu chuyện cười nhưng mà vô tình cũng không cười. Dạ. Thành ra nó đâm ra thành vô duyên cười theo kiểu vô duyên luôn. Dạ, kiếm cớ gì đó để nhờ cái này nhờ cái kia. Nói chung là hay nhờ lắm. Tốt nghiệp xong mà nghỉ, em mới chuẩn bị mở một cái quán về nước ép sinh tố dinh dưỡng. Anh em nói ảnh muốn làm chung, hai người mới có cơ hội gặp ngoài tiếp. Em nhớ là có bữa là em muốn đi chùa Bình Dương thì em mới hỏi thử anh này là có rảnh không chở em đi chùa mà xa lắm. Cái nói được, có nghĩa là buổi tối đó là phải ở một cái chỗ mà nó gần với cái khu Bình Dương, nghĩa là đi khách sạn vô, xong rồi cái cũng bút một phòng luôn, rồi hai giường, cái mỗi đứa ngủ một giường. Em là không nghĩ tới bạn này, nhưng bạn này là bạn gặp em là bạn muốn ăn củ cà rốt liền rồi, mà bây giờ mà em lại củ cà rốt mà đưa vô khách sạn chung với con thỏ nữa, thì giờ em nói cái cảm xúc của em đi. Còn bối rối chứ chị, đúng không? Tại vì mình tà ý mà mình tà ý từ đầu mà. Lúc đó thì không biết đâu, nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới đi chơi đầu tiên ngủ khách sạn thấy căng quá. Đi vô may là hai đứa nằm hai giường. Thì đi lên cùng nằm tâm sự các kiểu thì ngủ thôi nửa đêm á. Cái bạn này đi qua khều nói em lạnh. Ôi y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Ở lạnh thì vô đây nằm chung. Đi vô nằm, vợ mình chui vô hai đứa nằm. Em ôm bạn em ngủ đúng một đêm. Rồi bây giờ mình nói thì mình thẳng mình nói, chứ cái lúc đó nó đau khổ luôn. Mình đang nói thẳng mà nằm mình nhịn cái đêm. Khó chịu luôn, mình không, không thể nào mà mình con xấu sang được hết. Dạ đúng rồi. Dạ ngủ, em ngủ thiệt. Mệt quá em. Cũng phải ráng tiếng đồng hồ thôi mệt. Thôi ngủ cho rồi đi. Cái đêm đó là tự vì em bị ngạt ngủ, em bị viêm xoang. Cái xong thì thật sự em cũng cần một cái gì đó ấm áp. Em chui em ngủ thì em ngủ ngon. Nhưng mà anh hỏi thiệt nghe, đêm đó nếu như mà ổng đòi á, hoặc ổng giở trò đó thì em có cho không? Lúc đó tụi em có chuẩn bị sẵn hai phương án rồi. Phương án đầu tiên á, ví dụ như anh này nằm ở không luôn á, thì em sẽ xét lại. Còn thứ hai á, nếu như mà anh vồ vập quá thì em cũng sẽ, thì mình xong cái đó là xong rồi mình chia tay luôn. Kiểu như vậy cũng hút trọn luôn. Mà xong một lần tin một đêm đúng không? Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau đó, chính thức là yêu nhau rồi. Hình như là sau 2 tháng, thì trong cái 2 tháng đó thì em cũng rủ ảnh đi mấy lần, cũng khách sạn luôn, rồi cũng nằm ngủ vậy đó, chứ không có làm gì hết. Có một cái đêm em nhớ là hình như đi cổ vũ đá banh cho Việt Nam á. Cái xong rồi đi về khuya quá, đường đông quá, mới thấy khách sạn thôi chui vô. Thì hai người mới bắt đầu đến với nhau vào cái đêm đó. Dạ, nhưng mà sau đêm đó là hai em là của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì có dọn về ở chung với nhau luôn không?
Có, tại vì em có mở ra một cái quán thì em mướn nguyên một căn đó luôn, thì cho anh này anh ở trong đó luôn. Làm thuê cho vợ mình. Ồ, đã không? Nhưng mà em cũng ở chung với một người bạn nữa. Em thì em giấu bạn đó là em không có quen anh này. Mà anh này anh hay dở trò á chị, anh kiểu là đêm đầu anh ngủ anh kêu có ma, cái anh phải kêu em đi lên ngủ chung với anh. Cứ hay kêu là bóng đè á chị. Chúng mang đồ đen á. Thì một thời gian thì tự nhiên cái bị accident. Bác sĩ bảo cưới. Thì lúc đó em rất hoang mang, từ giờ em nghĩ chứ anh này là phải 3 năm nữa em mới cưới. Xong anh mới nói là phải cưới thôi chứ chờ gì nữa. Vừa lo mà vừa mừng gì. Nó lạnh lòng lắm. Mình lo là vì lúc đó cái tương lai của mình nó chưa ổn định. Một phần là hai đứa là có kế hoạch như vậy, tự nhiên nó bại ra nên nó cũng lo, mà mừng là vì tự nhiên cái ôi mình thẳng mà mình có con mình mừng chứ. Thôi ơi, mình thẳng của đứa con mình mừng chứ. Nhiều em đi coi báo này kia thì báo nói em khó có con lắm nên tới lúc đó em nghe cái em mừng lắm luôn. Khi mà em báo với mẹ em á thì mẹ em nói ủa bây giờ không cưới đợi chừng nào. Mẹ hả, mẹ nói vậy hả? Mẹ là vừa qua mẹ là em báo tin cho gia đình liền. Dạ. Bây giờ là em bé được 14 tháng rồi. Dạ. Thôi chung á, bé trai hả? Dạ. Giống ba không? Dạ giống là hai. Vậy là câu chuyện tình của hai bạn này đẹp quá. Đẹp. Không có gì trục trặc cả đúng không? Vậy chắc cũng không có tật xấu gì đâu. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Đây. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Mắt sáng lên liền. Cô ấy có tật xấu gì nhiều không em? Đâu dám nói. Với em thì nó cũng nhiều. Em chỉ thấy nó dễ thương thôi. Đó thấy chưa? Cái tật xấu là thứ nhất là hay điên sản. Tự nhiên cái đó đang ngồi cười vậy chứ có khi quay qua sàn ngang lúc nào không hay. Có lên ha la và ăn hiếp em không? Cái đó thì chồng nào cũng bị mà em nghĩ vậy. Dạ. Anh cũng vậy á. Dạ. Có người cùng hoàn cảnh. Trời ơi anh tội lắm em ơi, bữa nào đến tâm sự cho nghe. Dạ. Và sau này có những tật xấu nào nữa nè? Làm sai nhưng mà lúc nào cũng bắt em là người nhận. Sao ta ăn hiếp á, ăn hiếp đó. Làm sai mà bắt em nhận sai. Dạ. Đúng không? Cô gái này đã từng làm việc cho người Nhật rất là nhiều. Dạ. Vậy thì có bao giờ áp dụng những cái phương pháp gì đó hoặc những cái kỷ luật gì đó lên anh chồng mình mà theo kiểu người Nhật không? Đôi khi thì phải có tranh cãi. Em nhớ có một lần cái tính của em á là hay giúp đỡ mọi người những thứ lặt vặt. Cái bữa đó đi học cái lớp kỹ năng chung, có một bạn là đồng nghiệp của vợ em thì cái bữa đó cái bạn bị gãy cái guốc. Mà em nghĩ trong đầu ơi thì thôi mình đi mua keo mình dán cái guốc lại cho người ta. Em chỉ nghĩ đến nhà thôi, cái không biết rồi bạn đó với vợ em tâm sự sao. Cái chiều đó vợ em gọi điện về nói em không về nhà đâu, lang thang công viên mất gần 4 tiếng đồng hồ mới về. Khóc vậy em mới biết đó chị, lúc đó mới biết vợ em ghen. Ghen quá. Rồi năn nỉ kiểu gì mới về? Em nói là thôi có gì thì về nhà nói, tại hai đứa mình là hứa với nhau rồi, có cái gì cũng cứ đi về nhà nói với nhau, chuyện lớn cũng nói, chuyện nhỏ cũng nói, không có kiểu đó. Mỗi lần mà ghen phong cách Nhật Bổn. Tức là buồn là đi lang thang gì đó. Lang thang không nói ai. Thôi mà nghe, đừng đi lang thang nè, giờ nguy hiểm lắm đó. Nha. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Thế nhiều không em? Nhiều không? Nhiều lắm anh. Mắt sáng lên liền á. Rồi có nghĩa này? Là tại vì thì lúc ban đầu em cũng nói rồi đó, em đã sống với người Nhật nói chung là như là bị nhập á, bị Nhật nhập. Hễ mà đồ đạc trong phòng mà lộn xộn á là em rất là khó chịu. Thì khi mà lấy anh này về em bị sốc. Có thể là do em cũng hơi kỷ luật quá. Em phải từ từ phải nhả bớt ra, tại vì với một người như ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa của người Nhật thì nếu mà làm như vậy thì ảnh có thể nhiều khi cũng bị sốc. Thì ảnh cứ nghĩ em ăn hiếp ảnh thôi, nhưng mà thật sự em cũng muốn rèn cho ảnh cái tính đó. Nhưng mà chắc em phải làm từ từ. Tập thứ hai có nghĩa là ảnh làm những cái việc hay dở dang lắm, đang làm cái bỏ. Công việc cũng vậy. Ý em muốn nhắc ảnh là khi mà mình làm cái gì mình phải ghi mục tiêu mỗi ngày ra. Vì mình ghi ra mình mới nhớ mình làm gì hoặc mình chưa làm gì, tạo cho mình một cái thói quen tốt. Thành công thì em học từ người Nhật những cái cách đó, mà nói hoài không nghe, kiểu nhiều khi em bực em la anh này, anh được cái tính là kêu là la xong rồi cái ảnh mà anh buồn vậy xong cái hết, ảnh không có giận gì hết á. Em thấy gì cũng thấy mình thấy tội mình nói trời sao mình la gì dữ vậy ta. Kiểu mình suy nghĩ lại là lúc đó mình hơi nói quá, tại vì lúc mà em nóng lên á là em hay la anh dữ lắm. Đó thì em thấy đây là đúng là người mà chịu đựng em á. Từ ngày trước em quen người nào á, người nấy kiểu như không chịu được tính của em là thế là cũng phải chia tay thôi. Còn anh này giống như là anh chịu đựng được tính em, bắt đầu em phải sửa lại cái tính đó của mình. Quá tốt. Rồi còn cái gì nữa nè? Ngủ hả, rất là nhiều luôn. Có nghĩa là ý em muốn anh thay đổi cái kiểu là
tối đừng thức khuya, phải dậy sớm để mình bắt đầu một ngày mới, mình làm được buổi sáng, việc buổi sáng nhiều hơn. Yes. Khi mình cứ làm buổi tối vậy á, nhiều khi mình cơ thể bên trong mình bị lão hóa không có tốt. Mà mình hồi xưa ảnh nói với em là ảnh không nghĩ là ảnh kết hôn hoặc lấy ai hết, ảnh ở mình vậy đó. Thì lúc đó em nói ảnh là đúng rồi, nếu mà sống một mình á thì mình nghĩ vậy cũng không sao, nhưng mà giờ mình đã có gia đình rồi, mình có em bé nữa thì mình phải làm sao sống cho lành mạnh. Vậy em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn chồng em thay đổi là làm cái gì cũng phải có mục tiêu, phải ghi ra hàng ngày để con mình biết là mình có làm hay chưa. Dạ, với lại là nói chung là mình sắp xếp công việc, việc nào quan trọng thì mình nên làm, và việc nào mình không thấy quan trọng thì mình có thể để sau đó, như sắp xếp thứ tự. Dạ, thứ tự rõ ràng. Dạ. Còn Hoàng, Hoàng mong muốn giờ thay đổi điều gì? Dạ, để nguyên thôi. Chứ nhiều khi mình nói la chứ không nghe la cũng thấy ngứa cái tay. Thấy ngứa. Dạ. Ngày nào không nghe dở cành nhạc cũng thấy khó chịu. Còn phải chọc cái gì đó cho la cho vui nhà vui cửa. Vui nhà vui cửa. Dạ. Dạ, hai người này dễ thương quá. Cặp đôi này là quá hoàn hảo rồi. Thật sự nó chỉ là những cái gì nó rất là nhỏ nhặt còn thôi. Tự nhiên nghe bạn này nói chuyện xong mình thấy mình phải thay đổi đó. Nghệ sĩ mình thức khuya quá em ơi. Thiệt không, luôn. Này, tính chất công việc á. Em ngủ sớm. Trời ơi, bởi ở bên đây tụi chị muốn ngủ sớm cũng không có, không có cơ hội đi ngủ này sớm nè, luôn. Tối trao đổi công việc chứ bà. Định chỉ nhắn là để sáng bà trả lời thôi. Chị nói vậy đó. Vừa xong là beng là bà trả lời liền. Mà lúc đó là 12 rưỡi rồi. Công việc nó nhiều quá. Với lại có những cái quay mà những cái chương trình kiểu như thế có khi quay tới 2-3 giờ sáng và liên tục như vậy. Tính chất công việc. Thực chất hồi nãy anh Đức là đồng ý với em về cái việc gọi là chúng ta nên ngủ sớm để chúng ta có được một cái buổi sáng thật nhiều. Và cái buổi sáng đó chúng ta làm việc rất là hiệu quả. Và anh đang áp dụng và anh thấy nó rất là hiệu quả. Rất hiệu quả chị. Rồi cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hai bạn nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Chúc hai đứa hạnh phúc vậy hoài nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Sau kiểu, chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm vào đi cho an toàn, không mà ngã đấy. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Sau vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm rồi. Cảm giảm hay quá lắm. Trong 12 tôi mà hay quát lắm. Quá đẹp hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Mời hai mẹ. Wow, trên sân khấu hôm nay là phải nói nghe, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Đó. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp cái chị. Chưa, đều là mắt sao gà như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung ạ. Đức Trung, tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. Nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em hay chơi thể thao, thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ thế ạ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá, cũng xin ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu. Và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái
cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Thì đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em thời xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Thì là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi là người yêu ngày đấy đi dạo phố. À chứ người yêu chứ mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không phải ngã đấy, an toàn giao thông đi. À anh phải ra bóng. Thế là sau một vài lần trêu ôm, ôm luôn. Ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thế coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, em chị cũng vậy mà. Có lúc thế, có lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ, đấy chị là gặp 24. Ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình có mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu, nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì em bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn trong một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn thì hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ bị già hơn chồng sẽ bỏ mình đấy. Đó. Vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ý đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được một cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt. Càng cấm cản máu em ạ. Đấy tuổi trẻ đấy. Thế đúng rồi. Máu lắm hơn chung. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi. Em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời còn lại của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé quá. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên trời. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thực ra vợ chồng em cũng hiểu nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Hành nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên giờ làm sao mà gọi thường xuyên không được cái gì? Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Không chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học.
Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay, đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không, rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem đến cái rồi. Phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà, các chị vợ rất thích đúng, các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị có thích không Chung? Em không khùng. Anh không hề thích tại vì là đàn ông là nhiều tật xấu lắm, thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể ra thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiềm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quá lắm. Trông hay thôi mà hay quá lắm. Quá đẹp hả? Vâng. Mà nhiều khi cô biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những game liên quan đến đá bóng. Nhưng mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Nó lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi không chơi đâu. Thế vợ hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là nghĩ là chơi game. Mặc định luôn, cứ cầm máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá cầm ràm nè. Hay quát cả chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Stress đấy, hay quát. Nhưng mà thôi, đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi, dắt con đi vào trong phòng trốn. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu và thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài. Nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc kinh doanh nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá em quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng và con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá.
quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Đấy bây giờ cô vẫn nhớ cái đây chuyện câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Ra thì em cũng hay đãng trí, cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết, toàn bộ. Còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thoảng cũng có quên, đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành, có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ như em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á, nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc. Và cái công ty là công ty phải phát triển hơn nữa. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Sau đó là tụi lớn lên thì mình thích quen này cũng nọ cho vui. Tôi cầm đỡ điện thoại có gì già hung lên lụm. Vì nó gọi sao thơ bao là tự hiếu. Có người nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Học trước cũng có. Cũng có luôn hả? Xem phim thấy buồn cũng khóc ấy. Hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á. Ổng nằm sát bên, ổng đang ghi mà ổng không biết luôn. Đúng không? Khóc xong rồi quay ra thay ngủ mất rồi. Nó cũng vô tư quá ha. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành tràng pháo tay để chào đón cặp đôi vợ chồng đầu tiên. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Yeah. Con tên Nguyễn Minh Lên. Năm nay 27 tuổi. Công việc của con là làm YouTube. Hiện tại con đang ở Bình Định luôn. Kênh của Lên là như thế nào? Chia sẻ đi. Dạ. Thì con là chủ yếu là làm về đề tài ẩm thực và hài hước, vui nhộn. Tên Nguyễn Văn Lên luôn. Hiện tại là con là được 944.000 người đăng ký. Wow, sắp được nút vàng rồi chị Một. Trời ơi, chúc mừng con nghe. Kênh của con bao lâu rồi? Thì con làm chắc được 3 năm rồi. Thôi chào tới con. Dạ, con chào cô Văn, con chào chú Thuận. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Minh Nhật. Năm nay thì con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là bán hàng online. Bây giờ kể đi, kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên mà các con gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên thì con gặp ổng là đi chơi chung với bạn ở trong quán karaoke á. Thì hồi đó là ổng có chở thêm một bạn gái nữa. Sau rồi là xin số điện thoại nhưng mà con không có cho. Kiểu như là mình làm vé. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Hồi đó là tụi lớn lên thì mình thích quen này cũng nọ cho vui. Nói chung hồi đó chỉ là bạn thôi. Bạn đi theo là bạn thôi, chứ chở đi theo thôi. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó tầm con 20, 21. Chở bạn gái theo mà xin số điện thoại của bé này. Vậy thì chắc chắn là không thể nào mà xin trước mặt bạn gái được, đúng không? Kiểu như là lúc đó là con đi vệ sinh ở chốt. Cái ổng đi theo, ổng theo, ổng chặn được nhà vệ sinh. Con không cho, cái ổng không cho đi vệ sinh luôn. Bác đứng cho số điện thoại rồi mới được đi vệ sinh. Cái con cho đại á. Như vậy là bữa đó con cho là vì con quá mắc cho con phải cho. Dạ, đúng không? Chứ không phải là vì con cảm mến gì hết á. Đúng rồi. Xấu lắm mà đi. Là con lấy được số điện thoại rồi á, là lúc ấy con còn ân cần với cái người bạn mà con đi chung không? Hay là tâm hồn con lúc đó chỉ có hướng về con bé này? Tại vì hồi đó cũng thấy mến vợ này, do lần đầu tiên gặp kiểu như tiếng sét ái tình. Mình muốn xin số cho được. Điều đó là chắc là phải gọi điện rồi. Những tin chụp còn những tin liên tục mà hồi đó cũng làm vé lắm đâu có trả lời đâu. Còn khi nào thì cô ấy mới trả lời? Tầm 2-3 hôm gì đó. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó con 18 tuổi. Lần đầu tiên mà con gặp Lên á, con có ấn tượng gì về ổng không? Lúc đầu là không có ấn tượng gì hết. Tại vì thấy đen với thấy xấu quá. Nhưng mà được cái là hát hay. Thì một cách giọng hát lên là con quay ra con tìm thử ai hát mà hay vậy. Thì con? Dạ. Đó lên con hát bài gì lên mà bài khiến cho lòng em sao xuyến hả con? Hát lại đi. Mời tuyệt vời nhất. Tới giờ con hát một bài. Thứ vợ con nó nói sao mà đâu giọng con hay dữ vậy. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi lúc mà con bắt đầu trả lời tin nhắn cho ổng rồi đó, thì bao lâu hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Dạ lúc đó thì tầm hơn một tháng.
bắt đầu đi chơi riêng. Nhưng mà lúc đó là lên làm công việc gì? Hồi đó là con làm thợ đụng, đụng đâu làm đó. Thì mình làm đồng nào thì mình tiêu đồng đấy. Nên cắm điện thoại. Hả? Cắm điện thoại. Kéo điện thoại mà... dẫn đi chơi. Dẫn đi chơi với bạn thì dẫn bạn gái theo. Ví dụ như mình thiếu thì mình đỡ điện thoại mình gỡ. Nào mấy bữa mình lên mình lụm. Lại cầm điện thoại của con hay là... Dạ, lấy điện thoại dùng trong nhậu. Ví dụ tính tiền á, dù thiếu chém hai chém mình ấy. Mình đưa vô trong quán bỏ lại kêu tôi cầm đỡ điện thoại có gì già hung lên lụm. Vì nó gọi sao thơ bao là tự hiếu. Có nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Học trước cũng có, cũng có. Có luôn hả? Điện thoại con cầm bắt đầu con mượn điện thoại nó. Con mượn, con nói con đi cầm hay là con làm bộ con mượn con? Con mượn, con mượn kêu cũng có mấy liên lạc rồi mượn mấy xài mấy hùng. Cưới xong mới có cô chú, cho lúc đầu là kêu mất. Vì sao cái cưới về kêu là có hầu lâu anh kém á. Hồi đó điện thoại con gạch mà, chứ kém được 100-200. Rồi có chuột lại cho nó chưa hay là cấm luôn rồi? Mắc sát luôn. Mắc sát luôn. Khổ dữ vậy hả? Thì hồi đó không có, không có tiền à. Cái lúc mà tỏ tình với cô gái này để mà muốn cô ấy làm bạn gái của mình á, có lãng mạn không? Có mua hoa không? Hay là đó. Trời, cơ đó chuyện hoa nghĩ tới buồn á. 8 tháng 3 với anh thay vậy con cũng nhớ đúng ngày nữa. Là con mua bó bông vô là bó bông đó 20 hay 30 gì á. Mẹ con mua vô là nó nhanh. Nó kêu trào hết chuyện ông rảnh ông mua bông làm như vậy. Sao ông chở tôi đi ăn ông xuống nè. Mà ông tự nhiên mua bông mà nó nhằn miết ướt khắp lên khắp xuống. Từ lúc đó là con hết mua luôn. Một lần đó là tới giờ luôn á. Sao con gái mà lại không thích hoa? Tại vì con cảm thấy một cành thì được, chứ một bó thì hơi đắt. Rồi bây giờ những cái ngày lễ đó con tặng cái gì? Thì ngày lễ thì có tiền thì mình chiến khoán cho vợ ấy rồi. Con thấy nó thiết thực nhất luôn á. Nhưng nếu như đã có điều kiện rồi, bây giờ nếu như anh tặng cho con hoa một cành thôi. Giờ con là đã thích một bông hoa với một lời chúc là nó vui à. Rồi lúc đó khó khăn quá. Rồi gia đình hai bên đó có đồng ý mấy bắt đầu con Nguyên là con chưa có dám nhận về. Tại vì là con còn đi học á. Xong cái con nghỉ học là con có dẫn anh về. Mẹ hồi đó ổng điên với lại nhỏ con quá, nhà không ai chịu hết á. Kiểu như nó là ăn chơi. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì thấy tính được nên là mến, cực kỳ mến luôn. Cô Nam với bà nậu là ăn cái gì là cũng kêu gọi lên lên ăn hết. Đâu lúc lên làm sao mà để cho bà mến con dữ vậy? Dạ, thì bà đeo gì là cũng lên luôn chớ. Đi khám rồi vậy. Lâu lâu rồi con cũng ghé lên ngồi nói chuyện cho rồi. Bên gia đình lên thì sao? Khi mà dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì gia đình có thích cổ không? Lúc đầu dẫn về thì ba mẹ của con thì cũng không có chịu. Có dễ thương gì mà sao không chịu? Còn đi học. Cái thứ nhất là còn đi học, thứ hai là nhìn nho con rồi vậy. Bé con đó là hồi đó chút ít à. Sợ quen rồi đi đến hôn nhân là hai đứa không biết làm gì ăn. Anh lên dẫn con xuống á là mẹ kêu là chuột quen gì không biết làm gì hết. Chồng cái nào chó heo cũng là liêm lên luôn. Là chó heo là tập ba giờ mà ba em còn cớ mà thấu mà mặt mày liêm lút mà không cháy. Đốt bếp lửa. Nhiên lửa. À có nghĩa là lúc ấy con con nhúm lửa mà con nhúm không được luôn hả? Tại vì ở nhà nội là nội làm hết luôn, nội không có đỡ cô làm gì hết. Nãy giờ con không nhắc tới mẹ. Con ở với nội, hồi trước thì cũng có ở với ba mẹ, xong rồi sau này thì ba mẹ kiểu như ly hôn á. Dạ con ở với ba, với ba với nội, rồi là cô, xong rồi là ba bây giờ cũng có gia đình riêng á. Rồi hai đứa lấy nhau lâu chưa? Dạ cũng được gần 4 năm nay. Mấy đứa rồi? Dạ một bé. Chà như vậy là 4 năm ở với nhau. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tật xấu lòi ra. Nó có ăn hiếp con không? Nói chung là vợ con thì nó cũng hơi nóng tính. Thí dụ buồn tức cái gì tự nhiên nhanh con kiếm chuyện nhá. Cái miệng cứ lâm bấm luôn á. Có bươi móc chuyện cũ nói không? Có chuyện cớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa chứ. Lâu lách rồi cũng nhắc lại. Chị, ảnh là YouTuber thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những comment ở dưới. Cậu có ghen trên những cái comment của khán giả gửi cho con hay không? Hoặc là coi điện thoại kiểm soát con. Điện thoại kiểm soát con. Điện thoại con. Hồi trước thì cũng có kiểm soát điện thoại cũng thường xuyên, nhưng mấy nay thì cũng công việc nhiều, với lại thì con cũng hứa với vợ là sẽ không có điều đó xảy ra. Như vậy có nghĩa là con đã rồi xong con mới hứa là sẽ không còn nữa đúng không? Dạ. Có không? Thôi để chú hỏi vợ đó, chắc luôn, chắc chắn cái con lửa sao có khói đúng không? Bây giờ sao, bây giờ con khui hay là để vợ con nói? Thôi để vợ con nói. Con có mong ước vợ con thay đổi điều gì không? Chị mong vợ thay đổi về tính cách, bớt nóng nảy lại, đừng có giận ké chiếm thớt rồi được. Giận ké thì chiếm ké đi. Rồi. Rồi bây giờ mời con. Anh ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu thì nhiều lắm. Con cỡ những cái tiêu biểu. Ví dụ như là hay quên. Mỗi lần mà anh đi xe gì ấy
là cái chìa khóa đỡ đâu, là hai vợ chồng tìm xù đầu tìm không ra luôn á. Đang chơi game, tập trung chơi game mà con nói cái gì là lỗ tai bên đây qua lỗ tai là mê game. Mức độ mê game là như thế nào? Con ví dụ như con nói con đi chợ thì con nói là anh ơi em đi chợ nha. Sau cái ông cái giờ má hỏi vợ mày đâu, con đâu biết đâu, đi đâu đâu biết đâu, không quan tâm, không biết là vợ đi đâu luôn ấy. Tại vì mê game, game không quan tâm vợ. Nhiều đêm nha chú, ví dụ như tại vì tính con cũng hay tủi thân á, kiểu cũng hay suy nghĩ cái xem phim thấy buồn cũng khóc ấy, hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á, ổng nằm sát bên ổng đánh game ổng không biết luôn. Đúng rồi. Khóc xong rồi quay ra thay ngủ mất không. Nó cũng vô tư quá ha, chơi game mà có thể là vừa bấm game vừa ngủ không chừng á. Ừ. Mệt cái gì tao ngủ mất. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì ra hình như con nói quá chứ cũng được bớt được xíu. Tật xấu là mê game nè, hay quên nè, rồi còn gì nữa không? Vô tư vô tâm hình như có cả hai luôn. Ngay lắm, ổng chọc mà con để tức rồi mà ổng cứ ổng tao ổng chọc cho con tức thêm. Chừng nào con khóc ổng tao không dỗ vậy. Như là kiểu như ổng thấy hài á mà con đang tức mà sao con thấy hài được. Rồi bây giờ ở nhà đó là có giúp con làm việc nhà, việc cửa gì không? Dạ có, con nhờ thì làm mà con không nhờ đâu. Rồi có bừa bộn được không? Con bừa bộn hơn ổng. Như vậy là bên này bừa bộn rồi. Vậy nãy là lên. Giấu á, dạ. Giấu á. Bên này có bừa bộn không? Dạ đúng không, bừa bộn lắm. Dạ đúng không? Nhưng mà là do sẽ đầy hết. Nhưng mà là do em chưa kịp dọn mà. Con dọn xong rồi á, là mấy bữa sau á, nó kêu ông không dọn được gì hết á. Để em gơ chứ. Dọn hết rồi nhưng tại cái tốc độ bừa của nó quá nhanh đúng không? Thành ra là gòn, y như cũ. Lúc nào mà con nhờ thì làm, còn cái lúc mà tự động làm là xin tấu đi nhậu. Như ví dụ như con nhờ rửa chiếc là ông hay càm ràm lắm. Chuyện đàn bà và bữa tôi rửa, nhưng mà ông nói thì ông nói nhưng mà vẫn làm. Bây giờ con chỉ mong chồng con sửa đi. Khoan. Dụ ghen đó. Từ anh khai anh nha, không phải em khai nha. Ừ đó, bây giờ lỡ rồi. Em tím lại. Cái này cũng gọi là một cú sốc lớn trong cuộc đời con luôn á. Từ trước đến giờ con quen ổng hoặc là con cưới ổng thì con rất là tin tưởng ổng luôn. Nhưng mà cái đợt mà con sinh thằng cu được hơn 3 tháng á, là con phát hiện ổng đi hát keo cơ ôm. Có cái video ở trong cái điện thoại á cô. Trời, con coi xong con bụng rưỡng tay chân luôn. Suy sụp tinh thần luôn. Nhưng mà con thấy cái gì trong đó mà con suy sụp? Thì vừa hát vừa ôm. Rồi xong sao nữa? Lúc từ là cây khắp qua trời qua đất luôn. Có năn nỉ không? Năn nỉ, nhưng mà năn nỉ xong cái tới tối là con cũng có nghĩ là cho bây giờ chẳng lẽ cãi hoài nè. Con cứ khắc hoài, mặc dù là trong lòng còn đeo, nhưng mà cũng nói thôi em tha thứ, anh không có dạy nữa. Cái sáng con thấy tiếp một cái video nữa. Nhưng mà bạn ổng chứ không phải ổng. Cái cô mới hỏi là anh có đi không? Cái lần này là anh có đi không? Thì ổng kêu là không, cái đây anh không có đi. Cái con không tin, cái ổng đập điện thoại. Cái con năn nỉ lại. Ông đập điện thoại dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Ông tức ông đập điện thoại. Nhưng mà cũng có mục đích á, chứ lúc đó đang cầm mua điện thoại mới mà con chưa cho nên sao á. Nói nghe nè, rồi từ hồi yêu cho tới cưới cho tới chuộc lỗi rồi này kia nọ là đập mấy cái điện thoại rồi. Kế luôn cả điện thoại cắm luôn á. Kép thì còn kép cái một cái với đập thì đập một cái. Còn cái nếp trượt quen nhau hai cái. Còn cái nếp trượt quen nhau luôn nữa. Sao? Hồi rồi cãi nhau đi xe ấy nó nhìn đây con cũng nhớ quen thoại xuống mương. Hồi đó tiếc quá. Mở xuống lụm, lên xáy lại, xài tiếp. Dạ. Xài được luôn. Như vậy là con có muốn chồng con thay đổi gì không? Chồng con thì hiện tại con cũng thấy như vậy là khá là ổn. Chỉ có điều là hơi vô tư một xíu. Hay là con không biết là do con suy nghĩ nhiều hay là do ổng vô tư nữa. Suy nghĩ nhiều. Cô thấy vậy nè, hai đứa con á, con hôm nay là 20... 24. Con lên. Con 27. Đàn ông mà 27 tuổi là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Mà nữ là 24 là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Vậy mà có đứa con nhiêu rồi? Dạ 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi là vợ con sanh lúc mà 21 tuổi đó. Là dạ. Coi như là không có biết đi chơi, không có được hưởng thụ một cái gì luôn á, đúng không? Dạ, nói chung là con vẫn chưa thực hiện lời hứa đó là dẫn vợ con đi tục trên mặt. Bởi vậy ha, thương vợ con nhiều hơn nữa đó, đúng không? Dạ. Đúng không? Còn vợ thì giờ chỉ mong chồng bớt vô tâm lại thôi. Vô tư thì được nha, nhưng mà vô tâm thì không được. Cho nên bây giờ con tập thói quen đi. Bất kỳ con chuẩn bị con làm một cái điều gì đó, cái con nghĩ tới vợ con, cái con của con. Mình đi nhậu với mấy ông nội này, ông nói nhậu tới 9 giờ. Hôm nay nhậu tới 9 giờ. Vậy là ngày hôm nay á là mình có cái gì hứa với vợ mình không ta? Vợ có phải phụ vợ mình làm gì không ta? Có phải hôm nay vợ mình nó có khỏe trong người không ta? Ví dụ vậy. Ví dụ tất cả những cái đó mà không vấn đề gì thì có thể mình đi bạn mình được. Nhưng mà trước đó mình phải có cái suy nghĩ đã. Rồi mình hỏi nếu vợ mình mệt trong người thôi ở nhà phụ vợ đi. Ví dụ vậy đúng không con? Có, ví dụ như con đeo là ổng đi chơi với bạn là ổng kêu thôi bây giờ vợ tao, con tao đeo tao ở nhà tao phụ vợ. Thì mấy cái đó cũng có. Đó, dạ. Thì cái đó là tập cái thôi là mình không có vô tâm đó. Thôi bây giờ gì nè,
Ví dụ mà bắt gặp cái video clip đó, mặc dù nó đã lâu, nhưng mà hôm nay tại do lên chương trình, do chú khơi lại, cho nên chú cũng phải có một phần trách nhiệm với con. Nghe vô đây, vô đây đi theo tôi vô đây. Vô đây. Chiêu trò đó chắc là chú Bin là tìm chiêu trò gì đó. Chắc là đào tạo chồng con kiến thức. Coi như là học một khóa cấp tốc đó con. Ừ. Ở đây đó. Quá trời. Em cần ai không em? Trời. Có nói gì nữa không? Đó, em cũng chưa nói mà. Chưa nói. Để ta nói nè đó. Trước cái vụ đó thì anh cũng thấy rất là có lỗi với em. Thì cũng trước mặt chương trình đây thì anh cũng muốn nói lại một lần nữa. Là anh xin lỗi em về chuyện đó rất là nhiều luôn. Và anh hứa với em là sẽ không có cái trường hợp nào xảy ra như thế nữa. Nha em. Con nói gì? Anh nha. Con nói gì chồng? Ở tới bây giờ á, không thể thứ rồi sợ ở tới bây giờ. Nên đây, bây giờ á, con nghĩ vậy nè, cứ mỗi một ngày lễ nào mà con thấy là cần thiết á, là con cứ làm theo lời vợ mong ước nha. Một bông hồng với lại một lời chúc. Là tuyệt vời. Ok không? Tận đơn nhắc lại được. Và chú mong là sau chương trình này các con hãy thực hiện một cái chuyến gọi là tuần trăng mật của vợ chồng mà chưa làm được, thì bây giờ các con hãy làm đi. Dạ. Cố gắng để mà tạo ra những cái chuyến đi du lịch để mà bù đắp lại cho vợ con. Hay quá. Hay quá. Rồi cảm ơn hai đứa. Cảm ơn Lên với Nguyệt nghe. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Tại em yêu xa mà, em xa yêu xa tới mấy năm lận. Thôi em không chờ nổi. Thôi em mới quyết định là em độc thân luôn. Vợ em là lúc đó xỉn rồi, cái ôm em hôn một cái ngày má. Em mới để ý. Rồi. Buổi sáng thì không làm đâu, ngủ. Còn buổi tối thì làm hình tới sáng. Và cứ làm hình một xíu là lại chơi game. Và bây giờ quay trở lại với chương trình số đầu năm của chương trình Vợ Chồng Son. Quốc Thượng xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Thấy Xuân rồi đó, đó. Thấy mùa Xuân rồi đó, mùa đi bé. Nàng Xuân và chàng Xuân luôn. Ngọc ngà châu báu đầy người đó. Năm nay là cái năm mà tiền vô hũ hũ. Chúc mừng năm mới hai vợ chồng em nha. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Trước mắt thì em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Thì em tên là Nguyễn Quang Hiệu. Thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm công việc là nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia. Người mẫu ảnh của em đẹp quá. Đúng không? Mẫu ảnh của em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi giờ mời em luôn. Dạ anh chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Triệu Bé Hảo. Hiện nay em đang làm chuyên viên make up. Đầu tiên thì em xin chúc anh chị và tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay có một năm mới thật nhiều sức khỏe và tài lộc ạ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Ủa nhưng mà em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 25 tuổi ạ. 25 còn em là? Dạ em năm nay 30 rồi. 30. Bây giờ nè, hai vợ chồng kể chính xác đi, hai vợ chồng quen nhau như thế nào? Đầu tiên là một người bạn của em dẫn vợ em tới studio của em để make up cho bạn của em luôn. Đó là lần gặp đầu tiên. Thì lúc đó chị em cũng chưa để ý, tại lúc đó bà này á em mặc đồ gym này nọ men lắm, em tưởng là led không à. Ồ vậy đó hả? Rất là đâu có để ý đâu. Còn em thì tiếp xúc quá nhiều người đẹp rồi, thì chuyện một người phụ nữ bình thường thì em thấy bình thường, không có vấn đề gì. Một thời gian sau thì lần ấn tượng nhất là bà này á, bà đột nhập studio của em, bà ăn đồ ăn trong tủ của em. Ôi, em về tự nhiên vậy hả? Dạ đúng rồi, em về em la liền nó, ủa sao em gái gì ăn uống gì kỳ cục, em lấy đồ ăn trong tủ của anh ăn. Đó thì em để lại ấn tượng xấu với em. Rồi trả lời sao? Lúc đó em hỏi thì cô trả lời sao? Đói, dạ, em trả lời sao? Đi nha. Trời ơi, em lần đầu tiên mà em đi làm á, mà em lần đầu tiên thấy một người gì đâu mà trễ, đã trễ giờ người ta bắt người ta đợi rồi. Em mở cửa em đi vô được cái cổng rồi, em gọi cho anh, em nói ủa anh đâu rồi, cái anh ấy mở bát đi vô đi em, đưa bát cho em luôn. Mà trong khi đó là lần đầu tiên em qua nhà luôn. Sao em dễ quá vậy hả? Quá dễ dãi luôn. Mà cũng may em là người tốt, cho nên là em thoải mái. Chôm đồ ăn thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Em đi vô. Tủ tự nhiên chôm đồ ăn. Ông này cũng trễ quá, tức quá rồi, đói bụng quá. Anh ơi, gọi hoài không nghe máy, xong rồi cái em tức quá, em vô tủ lạnh em lục đồ ăn luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không, chê xấu nữa anh. Xấu hơn giờ nhiều. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có cảm tình và quen nhau? Em thì cũng không có hay là mình có cảm tình luôn á. Tại vì hồi đầu em không có một chút cảm giác nào hết. Với lại tư duy của em á là em không có thích quen người ở cùng nghề với mình. Tự nhiên một ngày đẹp trời em buồn với lại có mối tình cũ, xong rồi kiểu tại em yêu xa mà, em xa yêu xa tới mấy năm lận. Thôi em không chờ nổi, thôi em mới quyết định là em độc thân luôn. Cũng rủ ông này đi chơi, đi ăn đi uống, em giả bộ em thử anh thôi, em hỏi anh thử á, đi chơi đi nhậu, còn anh cũng đi luôn. Anh dễ dãi lắm. Xong rồi đi chơi chung được thời gian thì thấy
nói chuyện nhiều hơn, thấy anh hiền. Tại hồi trước em không có nghĩ anh vậy đâu. Tụi mình đi làm chung ghét nhau. Vậy hả? Kiểu... Lý do gì mà em ghét anh này? Bùng xô mà... À bùng xô là sao? Anh múc xô em đi giữa đường rồi em đi tới, chị nghĩ đi từ quận 11 mà ra tới biển đến Hàng Xanh á, là nó cả hô vấn đề. Mà em đi gần tới nhà anh rồi đó. Alo em quay về đi nha. Bể xô rồi. Wow. Em đỡ người, em chửi một hơi một. Xong rồi tái khách phải tại anh đâu. Xong cái em quay về. Thật ra ghét thì ghét vậy thôi, chứ lần sau bút thì em nghĩ tới tiền rồi cũng đi làm. Lại đi thôi đúng không? Dạ. Có kinh nghiệm hơn, lần sau nói anh chuyển khoản trước cho em. Dạ. 50% đi. Bẻ bùng xô em còn lớn hơn phải vậy. Vậy đó hả? Đem kể đi em trời ơi. Sao là em đã đặt trước mấy tuần rồi. Cái tới bữa chụp là khách tới rồi, cái em gọi điện nhắn tin không thấy trả lời. Cái em thấy đang Facebook mình đang ở Campuchia luôn. em đang đứng với khách rồi cho nó. Vậy đó. Rồi lúc đó nghe mấy cấp trời. Lúc đó là bể xô của em luôn, khách hủy luôn. Hai đứa thường xuyên đi nhậu chung với nhau không? Dạ chắc cái lần mà giờ em lúc nãy kể là cái lần đầu tiên đó. Mà lúc nãy giờ em kể là chắc giờ em bị xỉn rồi, quên rồi. Chứ thật ra là em hồi trước đó em cũng không thích lắm, nhưng mà cái đợt đó là giờ em là lúc đó xỉn rồi, cái ôm em hôn một cái ngày má. Ủa, em mới để ý rồi. Lúc nào thì hai đứa chính thức là cảm thấy là yêu nhau mà không rời nhau được? Chắc là một tuần sau khi cái bữa đi nhậu. À là 7 ngày sau đó phải không? À, sau đó tình cảm của các em nó Tiến triển như thế nào? Có dọn về ở chung nhà luôn không? Dạ chưa, mới sau 7 ngày mới đi khách sạn thôi chưa vậy. Còn một tháng sau bắt đầu là hai đứa ở chung. Em chỉ định về nhà chơi thôi, không mà em cũng qua tới lui qua chơi, xong rồi cũng là nhà riêng cho nên em cũng không có ngại. Rồi cô này cũng hay giận hờn không? Nít mà đúng không? Dạ. Nếu mà giận hờn chắc vợ em chắc trên thế giới này chắc không ai qua số 2 đâu. Vậy thì cái khoảng thời gian mà sống thử với nhau á thì là có lần nào coi như là chia tay rồi chia chân gì không? Dạ chắc là nếu mà 365 lần thì chắc cũng gần số đó luôn rồi đó. Cô này mà là người giận số 2 thì không ai dám số 1. Thì thôi em. Đó. Bao nhiêu lâu thì em quyết định cầu hôn vợ em? Dạ là sau khi quen nhau 1 năm. Cầu hôn bất ngờ không em? Dạ bất ngờ. Thật sự là cái màn cầu hôn nó giống như là trong mơ của em luôn á. Ồ vậy đó hả? Dạ. Không hề biết một cái gì cả luôn. Dạ. Anh rủ em đi chụp mẫu, xong cái tới chiều đó cũng xếp bạn bè hết để nhờ người ta đến để lấy hình ảnh thôi. Ai ngờ đâu ảnh mua nhẫn kim biên kiểu gì mà cái hộp đẹp quá chị ơi. Vậy hả? Nó có cái đèn chiếu vô. Ôi em bị bần thần ấy, em chưa có tin vào sự thật lắm. Rồi ảnh hành động sao? Ảnh quỳ một chân xuống nhẹ nhàng nói với em một câu: em có đồng ý làm chồng anh không? Rung quá hả bé? Rung quá. Rung. Mà tay ông lập cập thì em mới hỏi sao anh rung quá vậy, giả bộ thôi mà. Sau rồi anh kêu anh lộ em có đồng ý làm vợ anh không? Xong lúc đó ông hỏi em cười. Làm chồng anh thì ai sẽ làm vợ? Em cười một hơi một. Tự nhiên cái đơ đơ được 5 giây xong em đồng ý xong. Rồi ảnh ôm em, ảnh quay vòng vòng chóng mặt một hồi thì em mới thốc. Thiếu rồi. Thiếu cái lòng quan trọng nhất. Sao không chi tiết? Là mấy anh photo, ảnh mới dơ cái tờ giấy nhận thiệt đó. Dơ lên, đây nhận thiệt nè. Lúc đó mấy anh em nói, chắc đây là thật. Lúc đó tự nhiên em nghĩ tới những cái lúc mà em ăn hiếp ảnh. Em nạt nộ xong rồi em khóc một hơi một. Rồi chia tay chia chân hoài. Mắc mệt á. Dạ. Bao lâu thì mới cưới? Tính từ cái lúc mà cầu hôn á chắc khoảng 5 rưỡi em chống chọi lại Covid-19. Mà trong 1.5 năm đó cô ấy còn chia tay còn giận hờn vu vơ nữa không? Tới giờ vẫn còn. Ủa vẫn còn luôn hả? Nhưng mà từ xưa giờ em với ảnh đâu có giận quá 2 tiếng đâu. Bây giờ đến đoạn kia đi, giật mặt đầu năm đi em. Đoạn kia đi. Dạ em trước đi ha. Em trước đi. Dạ rồi. Thấy ai cũng có vẻ là rất nôn nóng đến cái phần này. Trời ơi đi hàng trăm nhãn nhãn gì đó. Tôi thích coi. Trời ơi. Chồng em là một người rất thức khuya. Ảnh làm hình mà ảnh buổi sáng thì không làm đâu, ngủ. Còn buổi tối thì làm hình tới sáng. Và cứ làm hình một xíu là lại chơi game. Thường thức tới mấy giờ? Dạ, chắc phải 3-4 giờ. Có khi hơn 4-5 giờ luôn. Nếu mà em ngồi chung với đó là cặp bài trùng là tới 4-5 giờ luôn. Rồi dụ em ăn đêm. Trời ơi, ai cũng thức hồi cái đói đó xong. Mì hả? Thôi mình vượt qua đi anh. Vừa mập vừa mụn, vừa nóng. Rồi đâu có chịu nổi đâu. Cuối cùng phải ăn xong tới 4-5 giờ sáng. Ngày mai cũng vậy. Bữa nay là đọc cho thần chú nha, là đi ngủ. Cuối cùng thức tới 5 giờ sáng nữa. Nhưng mà là ảnh thức là em thức theo luôn. Dạ.
cái tật của em bây giờ đồng vợ đồng chồng chứ em. Sao mới cưới mà nhau mà giờ tự nhiên nằm ơn một mình ơn trên cái chiếc giường đó thì ngủ làm sao mà được. Ôi lại hay để đồ bừa bộn. Bừa bộn. Để xong rồi hỏi 1001 thứ trên đời này anh luôn hỏi em. Em ơi, vợ ơi, vợ ơi ở đâu? Lúc nào cũng vậy. Mặc em đang đi làm rồi bận bịu cũng đi hỏi đồ ở đâu luôn mà anh không có nhớ. Mình đã có cách đâu mà nhớ. Với lại anh rất là chậm. Em nhanh bao nhiêu là anh chậm bao nhiêu. Làm gì cũng chậm hết. Dạ. Có nóng tính có ăn hiếp em không hay là có... Dạ anh cũng có nóng tính. Này chắc nghi kèo dưới tính là bên này kèo trên. Nhưng mà chắc nóng tính cỡ nào chắc cũng ngăn ngửa em. Dưới em chứ dưới em. Nói thôi là khéo đó nha. Rồi tới em đó. Vợ em về cơ bản là bình thường trong cuộc sống thì vợ em cầu toàn. Nói chung em cũng không có chê gì nhưng mà về tính cách đó thì giờ em hơi nóng tính quá, bị bộc phát trong trong người á, là ví dụ như ở ngoài đường khi mà có gì đó thì bộc phát ra với cái hét em, cái bạn bè cũng góp ý, nhưng mà giờ em bị cái là bướng, dù ai nói ngã nói nghiêng thì vẫn không thay đổi. Miễn sao giờ em thấy đúng thì dù ai có nói điều đó sai vậy em không công nhận điều đó đúng. Lại giờ em hay quên. Ồ, em cũng hay quên. Thì giờ em hay quên. Dạ đúng. Vợ chồng cá dè. Lúc nào nhớ cái nhẫn mà trước khi đi đâu. Không, nhẫn cái miếng. Điện thoại nhắn cho chị biết. Mà em để ở cái chỗ này hiểu không? Dạ. Rồi đưa mật mã cửa lên đi. Mày đưa nhắn luôn nghe. Đến qua. Em đưa mật mã cửa vợ em biết bao nhiêu lần mà vợ em không nhớ. Tới nỗi em phải lắp khóa vân tay. Khóa vân tay không bao giờ quên luôn. Khóa vân tay rồi chắc cú. Rồi lại tiếp theo. Dạ, vợ em hay quên đến nỗi mà... tại vì nhà em mà vợ em sắp xếp thì em bừa bộn thì vợ em sắp xếp, mẹ vợ em sắp xếp xong là em hỏi vợ em không nhớ luôn. Ý cứ khi nào là do hai đứa đều thức đêm nhiều quá rồi ảnh hưởng đến cái sự mà quên nhớ nhớ trí não. Người ta nói thức khuya là hay bị quên lắm á, ảnh hưởng đến cái bộ nhớ á. Đúng rồi đó, thiệt mà. Tại vì lịch của tụi em rất là kín cho nên là em phải chạy đến đây thường xuyên cho khách. Ngày xưa thì em không có bị đòi hình, em mới cướp xe em đi về nằm ngủ phải re. Còn bây giờ mọi trách nhiệm đổ lên đầu em. Tại vợ của ông chụp hình. Đúng rồi, vợ của ông chụp hình xong. Ê em ơi, hình chị đâu? Em ơi, chỉnh này cho chị nha. Ủa, em đâu có cướp mà chị. Xong rồi em có nghề với anh luôn. Em có nghề photo rồi nào em cũng hay luôn. Em biết chỉnh photo, em biết làm nhà, em biết làm mềm hết luôn. Rồi sao nữa nè, tiếp theo. Rồi cái vợ em hay bị suy nghĩ hơi tiêu cực quá về mọi thứ. Nói chung mọi thứ trên đời này vợ em hay bị suy nghĩ quá tiêu cực lên đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như đơn thuần với người ta góp ý là sửa cái này xíu xíu thì đối với mình thì mình dễ chấp nhận thôi, thì mình nghe, nếu mà đúng thì mình sửa, sai thì thôi mình không phản ứng. Nhưng mà vợ em thì hay bị tiêu cực là người đó đang nghĩ không tốt về mình hay là gì đó. Hai đứa không hay cãi nhau về vấn đề đó. Mà em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Thì em mong muốn vợ em là bớt suy nghĩ tiêu cực đi, mình suy nghĩ thoáng ra, từ bi hỷ xả càng nhiều thì càng tốt. Rồi bớt nóng tính, bớt hét. Thiếu thắng phải không? Đúng rồi. Em muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ thì em rất là muốn và ông xã em thay đổi là bớt thức khuya lại. Lại sắp xếp thời gian làm việc, ngủ sớm một chút. Chỉ làm buổi sáng hay dậy sớm làm cũng được. Tại vì em gần như là giờ mất đi cái cảm giác được hưởng buổi sáng luôn á. Nếu là mệt. Ủa thức khuya nghe. Yeah. Ủa tụi em là không, có định là đó. Năm nay là có anh bé không? Thầy nói là năm nay là tốt lắm cho hai vợ chồng. Rồi chút em... xíu để ông mụ ra tay. Thật ra tuổi 25 này cũng nít lắm em ơi. Mà nít là cái đặc trưng đầu tiên của nít là hiếu thắng. Tại vì bây giờ là bạn đang ở cái thời kỳ bạn định hình về sự nghiệp, về cái năng lực bản thân á. Thì thành ra là bạn sẽ rất là khó chấp nhận cái gọi là cái áp đặt của một người khác cho bản thân mình. Thực sự ở cái tuổi này nó là như vậy á, chứ không có phải là gì. Nhưng mà khi mà qua cái bắt đầu cỡ chừng khoảng chừng 27, 28 tuổi rồi á, bắt đầu đầm đầm, và nhất là khi mà có em bé rồi thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ thay đổi. Cho nên em yên tâm đi, coi như là năm nay cái gì có con là hợp, đúng không? Dạ. Có đứa con vô rồi tin chị đi. Xong thế rồi. Nào rồi là đầm thay đổi lại rất là ngộ. Rồi mụ mụ làm việc đi mụ. Thôi bây giờ dù sao thì cũng năm mới nha. Anh chúc cho các em vạn sự như ý nha, công việc hạnh thông, mọi điều thuận lợi, và đặc biệt nha, trong năm nay có tin vui. Dạ. Trong năm nay có tin vui. Và có thể là cuối năm nay một bạn nghé con trâu vàng, trâu vàng. Một con trâu vàng. Nghé vàng đó. Con trâu vàng xuất hiện trong gia đình của các em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi cảm ơn hai đứa hen.
hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. À, tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm mà đặc biệt luôn, trước chú sau em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Trên tay em cầm đủ nước có hoa, vợ em nhìn thấy sướng lại quá, hét âm lên, may quá là em bịt miệng lại không thì hàng xóm mới đang ngủ. Anh lãng mạn lắm, em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Vợ em lại lưỡi hứng, làm đủ trò. Là đùa cho xong rồi quay lên hỏi anh có thích không? Em bị xấu hổ. Và bây giờ thì chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Giống công chúa với hoàng tử ghê luôn. Giống á, quá á. Mới đang định khen mà chị Dân khen trước rồi. Hai em giới thiệu về mình đi. Và em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể các vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bạch Quang Lợi, năm nay là em 34 tuổi. Công việc chính của em là chuyên viên kinh doanh tại hệ thống siêu thị. Còn nghề phụ của em là phụ vợ việc kinh doanh. Nói chung là cũng kinh doanh hết á. Là vợ là kinh doanh riêng một cái ngạch khác mà, đúng không? Còn em? Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào toàn thể các vị khán giả. Em xin giới thiệu em là Trịnh Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Em quê ở Hà Nội ạ. Công việc của em là bán chè thôi ạ. Bán chè à? Bán chè, bọn em là chè thương hiệu chè Ngọc Thạch, chè ăn đá đấy. Chè lạnh phải không? Vâng. Mà tụi em là hiện tại là đang ở Sài Gòn hay là ở đâu? Bọn em sống ở Hà Nội ạ. Tụi em vào đây quay chương trình vào đêm sau. Vâng. Rồi bây giờ lần đầu tiên mà em gặp cô chủ này là ở đâu? Lần đầu tiên thì em được gặp vợ em là một người bạn của em. Học cùng với cả lớp vợ đại học, lớp của vợ em có tổ chức một buổi đi tham quan ở Yên Tử. Là em được bạn em rủ đi cùng. Đi thì lên đấy thì có gặp vợ em, thì ban đầu thì ấn tượng của em đối với vợ em là nhìn vợ em cũng rất là cao ráo xinh xắn, trắng trẻo và trông rất là hiền lành. Tức là cái ấn tượng đầu tiên em gặp vợ là xinh xắn, cao ráo, em có thích không? Thực ra thì lúc đấy em cũng có người yêu rồi nên là em cũng thấy vậy hả? Thích thì có thích nhưng mà mình chỉ để đấy thôi. Cũng hơi xinh xắn chút xíu. Là em có người yêu rồi đúng không? Em có ấn tượng gì về cái nhan sắc của anh không? Ủa đẹp trai cho anh hồi nhìn chồng em như trai Hàn Quốc ấy. Đẹp trai, tức là ấn tượng đầu tiên của em là đẹp trai. Rồi, nhưng mà lại đi cùng cái đứa lớp em, đứa đấy lại con gái, em cứ nghĩ là người yêu của nó cơ. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. Tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm ý không biết tên cơ, cứ gọi thấy già hơn, thấy mọi người gọi là chú thì mình gọi là chú thôi. Sau này em mới trêu em bảo là đấy, mọi người vẫn hay nói câu là trước chú sao em lèm bèm hình vợ ấy, thành thật rồi. Mà đặc biệt luôn, trước chú sao em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Sau đó thì về các em có liên lạc với nhau không? Tại vì hôm nay em là người cầm máy ảnh. Thế là em chụp ảnh cho mọi người, thế là em cũng chỉ add link của vợ em, gửi ảnh cho vợ em thôi, cũng không trò chuyện gì cả. Sau khoảng một thời gian thì em cũng lập gia đình ạ. Thế à? Vâng, em cưới vợ. Sau cái lần mà xuống núi đó bao lâu thì cưới cái người đó? Em khoảng 6 tháng. 6 tháng ạ. Vâng. Lúc các bạn này có biết không? Em cũng biết nhưng em thấy bình thường lắm. Nhưng mà em đám cưới với vợ trước như vậy thì sao lại lại đến với cô này? Thật là em kết hôn thì được khoảng 2 tháng. Thì em cũng có một cái lý do rất là tế nhị và cũng khá là đặc biệt. Thì sau 2 tháng thì em mới phát hiện rằng là cô vợ đấy của em là có vấn đề về giới tính. Tức là cô không có yêu đàn ông hả? Không, tức là khi lấy em về xong rồi cô mới thực sự phát hiện là mình bị về cái vấn đề về như thế. Tức là sau khi lấy em về thì tự nhiên vô tình được gặp em đấy thì cũng quen từ lâu rồi. Em cũng gặp rất là nhiều lần rồi, nhưng chỉ nghĩ là hai chị em chơi thân với nhau thôi. Vợ em thì rất là cá tính, tóc thì tomboy, ngoại hình các thứ rất là cá tính mạnh mẽ. Lúc lấy em về em cảm giác vẫn cứ em như bình thường, nhưng mà phụ nữ bình thường cũng ghen cũng yêu như bình thường cả, em cũng không nghĩ gì cả. Dần dần em thấy vợ em bắt đầu tự nhiên sau 2 tháng thì tự nhiên vợ em thấy có đồ rất thay đổi, em thấy biểu những biểu lạ, ví dụ như là cái bạn nữ đấy về quê lại mua quà tặng cho vợ em. Vợ em thì như này thì có hôm thức đến 2 giờ đêm là quà handmade tặng cho bạn gái đấy. Mà sau dần dần tự nhiên nó cứ cảm thấy tình cảm vợ chồng nó cứ nhạt dần. Thế là em mới cố gắng tìm hiểu. Một lần vô tình em đi làm về, vợ em là lấu cơm dưới nhà. Thế là em mới lên trên nhà để em cất đồ, em thấy cái điện thoại vẫn để ở bàn.
Thế là em mới cầm điện thoại vợ em lên xem tin nhắn của vợ em trao, nói chuyện với cả bạn kia. Ừ. Và đúng là sự thật là thế. Nhưng mà em coi như em không biết gì cả. Đầu tiên em nghĩ là chắc là bởi vì là vợ em bị lôi kéo cái gì đấy. Chứ không phải là bởi có người vợ anh bị như vậy. Xong bạn ấy bảo hứa sẽ không gặp vợ em nữa. Vợ em cảm thấy là mình ai lấy và có lỗi với em ấy. Thì vợ em mới bảo là bây giờ là muốn tạm thời tách một thời gian để vợ em suy nghĩ xem thực sự là vợ em, con người vợ em là như thế nào. Sau một thời gian thì về cũng bảo với em là em nói thật anh là bây giờ là em ngày xưa em yêu anh là thật lòng. Em cưới anh cũng là vì tình cảm chứ không phải là vì gì cả. Còn nhưng mà gặp em đấy em có thể có tình yêu em bao nhiêu tình yêu hay em có thể sống chết với em đấy. Em không thể sống thiếu em ấy được. Nên là tôi mong anh rất là thông cảm cho em. Em cũng muốn anh là tìm được một người hạnh phúc nào tới tốt hơn để cho anh đỡ phải khổ. Thì em cũng không biết nào cách nào cả nên là phải đành phải chấp nhận. Chị thấy vậy này, thực ra là cái chuyện nó cũng đã qua rồi. Và thực sự cái chuyện mà tình yêu á, thì mình không thể nào trách được nếu đó là một tình yêu thiệt. Đúng rồi. Cho dù là ở giới tính nào đi chăng nữa. Thì cái vấn đề ở đây mình muốn chia sẻ là chị đoán có đúng không nha? Sau đó thì em bị suy sụp đúng không? Em suy sụp và em cái người mà em tâm sự là vợ của em bây giờ đúng không? Thì cái cơ duyên đó thì hai bạn mới đến với nhau đúng không? Chị rất muốn hỏi vợ của em là cái thời điểm mà anh tâm sự về cái hoàn cảnh của anh như vậy thì cảm giác em sao? Em có tin không? Hay là em nghĩ đây là chiêu trò để mà anh tiếp cận em? Thực ra hồi đầu mà lúc mà anh quay lại mới nhắn tin cho em ấy, mọi người bảo là anh là cũng đào hoa các thứ cho nên là đừng tin vội. Anh cũng không nói rõ sự thật đâu. Sau mãi về sau phải quen nhau được tầm 2 tuần bắt đầu anh mới thổ lộ thật là nhà anh là có vấn đề. Hồi đấy mình cũng chỉ khuyên thôi. Sau một thời gian anh mới nói thật như thế thì em thấy thông cảm. Từ lúc sau biết đấy là cảm giác là đồng cảm, là yêu nhau luôn, yêu luôn. Yêu luôn sau 2 tuần lễ đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì hai em mới chính thức là quen nhau? Thì sau khoảng vài tháng ấy, đúng hôm đấy là hôm 13 tháng 2, lúc đấy là khoảng 11 giờ đêm. Hôm đấy em chuẩn bị hết cả bánh sô-cô-la và bóng bay các thứ đồ quà. Em đứng sẵn trước cửa nhà trọ, phòng trọ của cô ấy. Đầu tiên em mới nhắn tin cho vợ em như này. Em bảo là bởi vì cái hoàn cảnh của em như thế, em cảm thấy là em chưa xứng đáng với cô ấy. Mong cô ấy muốn tìm một người khác tốt hơn. Rồi sao nữa? Cô có trả lời em không? Một lúc xong vợ em nhắn tin lại. Tại sao thì anh để cho em yêu anh rồi? mà anh mới lại nói với em cái như điều vậy. Đó. Lúc em nghĩ là thật không? Có chứ chị. Lúc đó là em khóc thiệt luôn đúng không? Vâng, lúc ấy khóc nhiều. Thực là lúc đấy em nghe tiếng khóc nhưng mà em lúc đấy em phải cố nhịn. Đúng 12 giờ em gõ cửa. Trên tay em cầm đủ nước hoa. Vợ em nhìn thấy sướng lại quá, hét âm lên. May quá là em bịt miệng lại không thì hàng xóm mới đang ngủ. Con đường từ đấy em yêu nhau. Bây giờ vô tới câu chuyện coi như là mạch lát đi tính ra đây này. Trong 4 năm ở với nhau bây giờ cũng đã có con rồi, có những cái tật xấu gì lòi ra không? Anh ấy này đẹp trai ngời ngời như Hàn Quốc vậy đó. Vậy anh ấy có tật xấu gì không? Đẹp trai nhưng mà lôi thôi. Quần áo anh thay ra nhưng không bao giờ anh vứt vào trong chậu trong phòng tắm để giặt. Mà em là phải đi ngửi nách từng cái áo. Cái nào mà hôi lách em phải mang vào giặt. Cái thứ hai là chơi điện tử. Như là vợ chồng em cãi nhau chỉ xung quanh vấn đề đó là chồng em chơi điện tử. Ui dồi ôi, anh ở chơi mà đến lúc mà em đẻ rồi phải đi ở nhờ nhà anh chị chồng. Bởi vì hồi đấy là nhà em đang làm nhà. Thì ở đấy có một cái lan can nhỏ như này này. Em phải tránh điện tử, tránh máy tính bởi vì là như thế là hại cho cả con. Anh ấy lôi ra cái lan can bé bằng này, anh ngồi không có bàn biếc gì cả. Anh kê cả một bộ máy tính dàn cây đấy, anh ngồi anh chơi luôn cả đêm được. Trời ơi. Không cần quạt, không cần gì. Hướng hết lối đi lại mọi người. Tiếp theo đi em. Anh này nhiều bạn thân là con gái lắm. Nói chung là mỗi lần đi ra cửa này em lo. Có đợt không biết là đi chơi hay đi hát với bạn về, em ngửi thấy áo là nhiều mùi nước hoa lắm chị ạ. Mà chồng em không xịt nước hoa đâu. Hôm ấy em về tức em lấy hết cái quần lót của anh ấy trong ngăn kéo. Em ra em cắt hết đúng. Cái nào em cắt đúng tầm 4 phân thôi. Em không bao giờ mua quần lót mới cho. Mặc ngần đấy cái quần lót rách. Đi ra đường em yên tâm, em không sợ nữa. Nói thật với anh chị em là mới mua. Ngay đến tận bây giờ hôm nay em mới biết cái vấn đề bảo chị. Em cứ bảo chị cứ lại mấy cái quần của mày có làm cái gì đâu mà cứ rách đúng chỗ đấy, không hiểu tại sao lại rách đúng chỗ đấy, đúng cả 4 phần. Đến tận bây giờ hôm nay em mới biết được lý do. Bây giờ biết rồi đúng không? Cắt 4 phần. Cắt hết thì ăn thua gì? Không phải, tại khi cắt ở dưới đúng á chị ạ. Cởi ra là giả dụ như có đi chơi đâu hay có muốn làm gì, giả dụ quen cô nào mà có gì đấy. Không. Đấy thì không dám tụt quần ra. Bây giờ quần là quần mình lót rách rồi. Trời ơi, vậy đó hả? Dễ thương quá vậy. Mới biết cái chiêu này luôn. Chà, có khi nào nên bắt trước không ta? Rồi còn gì nữa? Nãy mới bây giờ để đó. Hỏi cái chuyện này nè. Anh ấy là đẹp trai như Hàn Quốc, tỏ tình như Hàn Quốc. Rồi anh hỏi nha,
trong cái chuyện vợ chồng á, anh ấy có lãng mạn như Hàn Quốc không? Anh lãng mạn lắm, em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Anh không quan trọng, cứ em thích thôi. Em được gần như này, tức là cái hôm đấy thiên nhiên thế nào, vợ em lại lưỡi hứng, làm đùa cho. Là đùa cho xong rồi quay lên hỏi anh có thích không? Em bị xấu hổ. Làm thế thì ai chẳng thích, nhưng mà cứ bắt em phải trả lời được. Làm xấu hổ chứ. Anh thích không trai, nữa còn làm chứ. Anh đẹp trai em muốn là anh thích thì lần sau anh mới không có cơ hội, anh không muốn ra ngoài tìm nữa, phải vợ ở nhà thích mới được chứ. Nên không trả lời. Rồi bây giờ tới em rồi. Tính của em là vẫn còn trẻ, hay phịu hay là dỗi, hay khóc nhè. Có ai giận hơn nhiều không? Em có chứ, nhưng mà em giận là chồng em phải dỗ, mà dỗ là đưa đi ăn thì là hết. Vợ chồng em nói chung là ngày nào cũng giận nhau được. Cô bé dỗi hờn. Còn gì nữa? Em thì ghen khủng khiếp ấy. Ghen. Tức là cái đối tượng nào mà có kiểu dạng là nguy cơ nguy hiểm là dùng Facebook của em mà chặn hết tất cả những người đấy. Sau đùng cái tin, nhưng có hôm bạn em nhắn tin bảo chứ anh ơi sao lại anh lại nhắn chặn Facebook em. Ô xanh có biết thì dở ra một loạt chặn Facebook, không hề biết được cái nào. Biết Facebook xong rồi ghen như này, có câu chuyện như này. Cái hôm đấy bạn đồng nghiệp của em này biết vợ em rất là ghen. Thế là cố tình hôm đấy mới trêu. Nhìn thấy là bình thường mà em đi làm buổi trưa hay ngủ thì hay ngủ với mấy bạn trai với nhau á. Bạn kia bạn biết tính ghen thì bạn chụp cái ảnh kiểu dạng đang ngủ thì hay mới gác nhau ngủ ôm nhau ngủ á. Nhắn tin gửi cho vợ em trêu bảo là hoa anh thấy thằng Lợi với cái thằng này hai thằng suốt ngày buổi trưa ôm nhau ngủ. Thế là vợ em thích được tí thật. Về xong là tự nhiên là buổi tối hôm đấy thấy lạ ngồi dở mấy cái hình mấy anh body sâu múi ra chị ạ. Body sâu múi ra bảo anh ơi ra cho anh xem cái này. Ra xem bảo anh nhìn thấy cái này có hấp dẫn không? Bảo thích, đáng yêu. Thực ra là em biết là bạn ấy trêu rồi, cố tình em chọc cho vui. Sau đó bắt đầu mới bảo chứ ai có thể anh thật anh thích đàn ông không? Hôm đấy em cốt cho hai cái thế là. Ui em tẩn cho hai cái luôn. Rồi ôi rồi ôi chết chưa. Đấy là cho hết nghi ạ. Em nói thật ra bảo em mới nói thật bảo đấy bạn anh nó trêu em thế thôi, biết em tin thì thế. Ôi ơi. Rồi em có muốn vợ em thay đổi cái gì không? Em muốn là vợ em trưởng thành hơn thôi. Quản lý em bớt đi một tí, lớn lòng cho em thở một tí. Còn em sao, em có mong chồng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong là chồng em đi ngủ sớm hơn thôi ạ. Trời ơi, hai đứa này dễ thương quá. Bọn em là chưa cưới nhau. Thực ra. Bởi vì là bố mẹ em vẫn đang phản đối. Lý do? Lý do là do chồng em là một đời vợ. Ban đầu là bọn em thống nhất với nhau là giấu bố em. Nhưng mà chồng em nhất quyết nói thật. Tại vì tính bố em là bố vợ em ấy, làm trong môi trường quân đội nên là rất là nghiêm khắc. Hoa thì bảo là bây giờ tính bố em thế thì tốt nhất là đừng anh nói vợ. Không nên nói, anh bảo không nên đấu giấu mà. Nhưng mà em cứ ngồi suy nghĩ bảo chứ có sao, mình cứ tâm sự thật và mong sự đồng cảm đến từ bố mẹ và mọi người. Tức là bây giờ tụi em vẫn chưa làm đám cưới luôn? Vẫn chưa, bởi vì tức là đây đi đăng ký kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Đăng ký kết hôn hồi đấy là bọn em là bảo thôi là cứ bầu đi, rồi là sau là về là để xin bố cho bố đồng ý cưới. Thế bảo em bảo bây giờ muốn bầu phải làm đăng ký kết hôn, em phải băng đăng ký kết hôn sau rồi em mới bầu. Là có đứa con rồi? Có đứa con rồi. Bây giờ cháu là cháu trai cháu gái? Cháu là cháu gái. Gái. Cháu gái được mấy tuổi rồi? Cháu được gần 4 tuổi rồi. Bố tên gì vậy? Bố tên Thạch ạ. Nó để chị nói chút xíu với bố nha. Anh Thạch ơi, nếu như mà anh có xem chương trình này á thì anh có thể mở lòng được cho hai cháu không? Thực sự thì khi mà em tiếp cận với hai cháu thì em thấy là các cháu qua một thời gian sống với nhau mà cái sự viên mãn và hạnh phúc nó lộ ra trên khuôn mặt luôn. Con gái của anh hiện giờ em nghĩ là đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và con rể của anh thì nếu như đúng cái chia sẻ tâm sự của rể thì em thấy rõ ràng đây là một người đàn ông rất là trung thực. Thì xin anh chị là mở lòng để cho các cháu có một bữa tiệc cho tất cả bạn bè của hai cháu cũng như là gia đình hai bên, hai họ có một sự công nhận chính thức đối với các cháu. Thay mặt cho chương trình rất là mong anh mở lòng với hai bạn trẻ rất là đáng yêu này. Em cũng mong là như thế. Em cảm ơn anh trước. Và để tiếp lời với chị Vân, anh nghĩ rằng là em và Hoa cũng nên nói với bố một lời gì đó. Dạ vâng. Thông qua chương trình thì bọn con cũng xin được gửi lời tới bố, thì bọn con cũng là người có con rồi, bọn con rất hiểu là cái mình cũng luôn mong muốn một điều tốt đẹp nhất cho con cái. Thế nên là bọn con có làm sai, rất là mong bố bỏ qua cho bọn con và bố tổ chức cho vợ con được một đám cưới trọn vẹn cho cả gia đình hai bên, cho vợ con được gọi là toại nguyện mọi điều. Con xin cảm ơn đến chương trình. Anh Bài Hoa,
qua chương trình em muốn nói với bố rằng là mong bố là chúc phúc cho bọn con và tổ chức cho bọn con được một đám cưới. Thế là mọi điều được viên mãn hết rồi. Nói nghe nè, bây giờ cái điều đầu tiên á, là chương trình muốn chúc tụi em á, là tụi em sớm có một cái đám cưới đúng như ý. Và bố sẽ tha thứ, bố sẽ hiểu, bố đồng cảm, rồi bố đồng ý cho tụi em. Đó là cái điều mà chương trình rất mong muốn. Còn về phía cuộc sống của tụi em bây giờ thì thực sự đã 4 năm trải qua rồi, có một đứa con rồi. Tất cả những cái điều mà kể ra đây thì nó cũng đã xong rồi đúng không nè? Thế nhưng mà cái điều mà vợ em mong muốn là em bớt cái điện tử lại. Theo chị là đúng đấy. Dành sức khỏe cho vợ, mà vợ thì mới 26, thua mình tới 8 tuổi lần. Để sức mà ấy đi, thì không phải chết. Đấy, chết nhá. Còn với em, anh cũng có một cái nhu cầu là em nới lỏng ra một chút trong cái vấn đề mà gọi là quản lý người đàn ông này. Mình sẽ không phải là không quản, mà mình dùng một cái chiêu khác, trưởng thành hơn, vững chãi hơn để mà mình quản lý. Có nghĩa là quản lý theo kiểu mà cái level cao hơn nha. Rồi chúc hai em trăm năm hạnh phúc vậy nha.